Xin chào, mình vừa tìm ra một cái lỗ hổng của ví VNPay mà các bạn dưới 16 tuổi hay dưới 18 tuổi cũng có thể kiếm được tiền từ cái chương trình của ví VNPay này, cụ thể là 80.000 đồng trên mỗi lời mời. Đối với những cái ngân hàng khác á, thì người ta phải yêu cầu các bạn từ 16 tuổi đổ lên, phải có chứng minh nhân dân, phải có tài khoản ngân hàng thì người ta mới cho phép các bạn tham gia vào các chương trình mở tài khoản nhận tiền mặt hay là mời bạn bè nhận tiền mặt. Nhưng mà với VNPay mình phát hiện ra một cái lỗ hổng này các bạn. Đây, các bạn nhìn số dư của mình nha. Là 80.900 đồng nha. Và các bạn nhìn xuống dưới này nè. Quý khách vui lòng cập nhật thông tin định danh để xác thực tài khoản. Có nghĩa là cái tài khoản ví VNPay này của mình vẫn chưa được định danh. Vẫn chưa được định danh nha. Rồi mình mở thông báo lên và biến động số dư. Đây, chưa được định danh mà mình vẫn có thể nhận được 80.000. Vẫn nhận được bình thường từ cái chương trình là giới thiệu ví VNPay tiền về đầy ví. Đối với những bạn trên 18 tuổi đang xem video thì các bạn cứ kích vào link dưới phần mô tả của video và đăng ký tham gia vào chương trình này bình thường, nhận tiền mặt bình thường. Nhưng đây là một cái lỗ hổng đối với những bạn dưới 18 và dưới 16 tuổi rất là thích. Có nghĩa rằng là các bạn không cần phải định danh tài khoản, các bạn chỉ cần có tài khoản của VNPay thôi và các bạn lấy cái link đi mời bạn bè. Và sau khi bạn bè của bạn hoàn thành tất cả các bước, định danh tất cả các bước thì các bạn là cái người chưa định danh, các bạn vẫn có thể nhận được tiền từ chương trình này. Vấn đề là các bạn bè của các bạn phải làm gì để các bạn có thể nhận được 80.000 thì hãy xem sau phần intro của video, mình sẽ giải thích rõ nha. À, và nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo những cái ứng dụng kiếm tiền online thụ động uy tín 100% do đích thân mình đã trải nghiệm thì các bạn có thể truy cập vào trang ktol.online để tham khảo nha. Hoặc những bạn nam chỉ đơn giản là muốn biến từ như thế này thành như thế này thì có thể tham khảo cái sản phẩm sát vuốt tóc này ở dưới phần mô tả của video. Mình không bán sản phẩm này, mình chỉ tiếp thị liên kết thôi. Và nếu như các bạn muốn làm tiếp thị liên kết giống như mình thì ktol.online có bài viết của mình ở trong đó nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn truy cập vào trang ktol.online, kéo xuống phía dưới hoặc là các bạn click vào dưới phần mô tả của video có link mình để sẵn ở dưới đó cho các bạn. Các bạn click vào cái sự kiện ví VNPay ha, kéo xuống một chút. Thì ở đây các bạn tải cái app VNPay về điện thoại Android hoặc là iOS. Và trong quá trình đăng ký khi mà người ta hỏi mã giới thiệu thì các bạn copy cái mã giới thiệu này và dán vào cái phần mã giới thiệu. Thì lúc đó các bạn mới bắt đầu tham gia vào cái chương trình là tải VNPay nhận tiền triệu nha. Ok, sau khi hoàn tất đăng ký thì nó sẽ chuyển các bạn vào giao diện của ví VNPay như thế này ha. Ở đây thì đối với những bạn từ 18 tuổi đổ xuống, các bạn chưa định danh được hoặc là các bạn chưa có thẻ ngân hàng á thì các bạn không cần làm những cái bước đó. Bây giờ các bạn có thể click vào cái logo ở đây nè, giới thiệu VNPay, click vào đây. Rồi, các bạn dùng cái đường link này đi mời bạn bè tham gia và dùng cái mã này là cái mã giới thiệu của bạn để đi mời bạn bè của các bạn, được chưa? Còn đối với những người từ 18 tuổi đổ lên, các bạn đã có chứng minh nhân dân, các bạn đã có thể định danh tài khoản được rồi, các bạn đã có thẻ tài khoản ngân hàng rồi thì các bạn phải thực hiện những cái bước tiếp theo thì mới nhận được 50.000 đầu tiên từ app nha. Sau khi định danh thông tin thì các bạn phải liên kết ngân hàng nội địa và sau khi liên kết thì các bạn phải phát sinh một giao dịch. Có nghĩa là để nhận được 50.000 sau khi mở tài khoản thì các bạn nha, bấm vào phần nạp tiền vào ví. Ở dưới đây thì các bạn sẽ chọn liên kết cái tài khoản mà các bạn đang có, ví dụ như là Techcombank, VPBank hay là OCB. Các bạn liên kết với VNPay. Sau khi liên kết xong thì các bạn hãy dùng số tiền ở trong thẻ của các bạn á, nạp vào đây 10.000 đồng. Nạp xong các bạn dùng 10.000 đồng đó mua thẻ điện thoại. Đây, bấm vào phần nạp tiền điện thoại này để nạp vào điện thoại của bạn 10.000 đi. Thì sau khi nạp 10.000 xong thì tinh tinh ngay lập tức 50.000 đồng từ chương trình khuyến mãi trở về ví của các bạn. Và đây là quy định của app chứ không phải là mình chế ra đâu nha. Rồi, thì đó là các bước để các bạn nhận 50.000 đầu tiên sau khi tải và cài đặt app VNPay. Còn để các bạn nhận được 80.000 từ bạn bè của các bạn á, thì yêu cầu bắt buộc là bạn bè của các bạn cũng phải thực hiện những cái bước trên. Bước 1, tải với VNPay. Bước 2, đăng ký và sử dụng ví. Bước 3 là định danh thông tin. Bước 4 là liên kết ngân hàng nội địa. Bước 5 là phát sinh một giao dịch là nạp vào điện thoại 10.000 như lúc nãy mình có trình bày đó. Vấn đề ở chỗ là cái người được giới thiệu phải thực hiện đủ các bước này thì cái người giới thiệu mới được hưởng 80.000. Được chưa? Người giới thiệu ở đây có thể là các bạn trên 18 tuổi và cũng có thể là các bạn dưới 16 tuổi là vì ví VNPay đang có một cái lỗ hổng, một cái lỗi chưa định danh cũng có thể nhận được thưởng. Ok, vì đây là một cái lỗi cho nên là mình không biết bao giờ cái ứng dụng VNPay này sẽ fix, cho nên là hãy càng sớm càng tốt nha. Và khi nào cái ứng dụng này nó fix lỗi rồi thì các bạn hãy comment dưới phần mô tả của video để mình nhắc các bạn khác là nó đã fix lỗi rồi nha. Và mình có một cái trang mini game có tên là kiếm tiền 365.vn, ở trong đây thì có một vài cái nhiệm vụ đơn giản cho các bạn để mà tham gia mini game của mình nha. Ví dụ như cái nhiệm vụ này thì bao gồm 5 giải thưởng và mỗi giải thưởng trị giá 30.000 thì mình sẽ tiến hành trao giải nha. Ở đây có 402 người tham gia và mình sẽ chọn ra những cái bạn may mắn nhất để tặng 30.000 nha. Bạn đầu tiên là Giang Thị Sung,
Và đây là ba bạn may mắn trúng thưởng nha. Mình chỉ cần bấm vào trả thưởng nè, copy số Momo, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Ok nha, nếu các bạn cũng muốn tham gia mini game của mình thì hãy truy cập vào trang kiếm tiền365.vn, có hướng dẫn của mình ở trong đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại.